Rồi, hello, xin chào hết toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã ghé lại và xem kênh YouTube của Tuấn Mô Tô. Vì hiện tại bên cửa hàng Tuấn Mô Tô đang có chương trình giảm giá khuyến mãi nha anh em, cuối năm luôn nha. Đang thanh lý xe mô tô để thu hồi vốn anh em. Anh em nào cần mua thì anh em ghé liên lạc ha. Địa chỉ cửa hàng là 2562 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em mình xem xe trực tiếp nha. Hiện tại bên cửa hàng còn khá là nhiều các dòng xe mô tô cuối năm đang thanh lý nha. Anh em nào mà chưa có xe để đi Tết thì anh em nhanh tay liên lạc cho em để chốt giá. Và hiện tại cửa hàng bán xe là có xí xe đi các tỉnh luôn anh em. Anh em mình ở tỉnh, anh em không có điều kiện ghé lên cửa hàng mua ha, thì bên cửa hàng sẽ có dịch vụ xe và chở thẳng về nhà cho anh em luôn đó. Anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc nha anh em. Rất là nhiều các dòng xe mô tô ha đang chờ đón anh em tại cửa hàng Tuấn Mô Tô, nên anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng để xem xe nha. Đó, hiện tại là có Honda Master 2 nè, Master 3 nè, Vento 150 nè, đó, Honda Master 2, Master 3, Suzuki GD 110 luôn anh em. Khá là nhiều, nhiều xe lắm anh em, để anh em mà lựa chọn. Đó anh em, con này là Vento 150, dòng xe nhập Mỹ, và Honda Master 125, những dòng xe chính hãng của hãng hết nha anh em. Nên anh em nào có cần mua thì anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng để xem xe. Đó, xe khá là nhiều. Đó, bên Tuấn Mô Tô hầu như bán xe rất là uy tín nha anh em, bán là bán xe riêng hết nha, xe tuyệt đối là không có độ, không có chế nha anh em. Đó, xe máy móc êm, máy móc riêng, anh em mua về thì anh em chỉ việc sử dụng thôi đó, anh em không cần làm thêm cái gì nha. Và đặc biệt khi anh em mua xe bên cửa hàng, sau này anh em cần thay thế phụ tùng thì bên cửa hàng sẽ có bán phụ tùng để cho anh em mình thay thế luôn nha. Đó, xe nè, Honda Master đồ anh em, rất là đẹp, nhiều xe giá rẻ cho anh em mình luôn. Đó, cuối năm đang có chương trình thanh lý ha xe, nên anh em nào cần mua thì anh em liên lạc nha. Tất cả các xe tại cửa hàng bán là cam kết là xe riêng, máy êm nha anh em. Đó, máy móc bình đề càng đàn đầy đủ, anh em mua anh em chỉ việc đi thôi. Đây, đây khá là đẹp luôn, đầy đủ hết nha. Đó, xe anh em nhìn ha, tất cả có con xe là nguyên riêng hết. Xe là rửa ráy rất là sạch sẽ nha. Đó, rất là đẹp để phục vụ cho anh em. Đây, đây là con Suzuki GD 110. Xe Suzuki con này thì bên cửa hàng đang bán ra với giá là 23.500. 23.500 nha. Đó, anh em mình xem, anh em nào cần mua thì anh em cứ việc liên lạc nha. Máy móc em, bình đề càng đèn đầy đủ nha anh em. Đây, anh em để ý nè. À, để báo giá xíu, báo giá cho anh em xem tất cả các con xe luôn tại cửa hàng luôn cho anh em mình tham khảo. Đó, anh em nào có cần mua thì anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng để xem xe. Bao anh em là máy ring nha, máy ring nha, không có làm gì hết nha, xe là không có độc đẽo độ chế gì hết nha. Đó, anh em mình là tham khảo. Đây, kiến hậu đồ đầy đủ cho anh em mình luôn, đèn đốt rồi sáng rất là sáng nha anh em. Này, đó, anh em mua về anh em chỉ việc đi thôi nha. Đây, những con xe bên cửa hàng bán ra đó là có phụ tùng thay thế cho anh em mình luôn, có cản chống đổ, càng này thì có cản chống đổ luôn cho anh em mình luôn rồi nè. Đó, anh em thấy không, vỏ ha khá là tốt, vỏ này gai gió là vẫn còn luôn nè, vỏ này thì anh em đi ok nha. Đó, máy móc hiện tại hồi nãy giờ là còn nổ luôn anh em. Đó, 23.500 nha. Đó, 23.500. Còn con Vento này thì giá của nó là 37.000 nha anh em, 37.000. Nó cam kết với anh em là xe riêng nha, không độ không chế nha. Đó, xe nè, kiến hậu nè, đèn xi nhan nè, đèn trợ sáng rồi gì là vẫn còn nguyên ring anh em, nước sơn ring luôn, máy ring. Con này thì hiện tại giá của nó là 37.000, còn Honda Master 2 này thì giá của nó là 31.500. Mã xe là đẹp, máy móc em, bình đề càng đàn đầy đủ nha. Đó, anh em thấy không, xe khá là ok luôn. Những con xe như vậy thì anh em mua về anh em đi xa nè, đi phượt, đi chơi đồ, đi làm đồ rất là ok luôn. Đó,
Và mỗi anh em xem video thì anh em nhớ ủng hộ Tuấn Mô Tô bằng cách là ủng hộ cho Tuấn Mô Tô một like nha anh em và một lượt chia sẻ video. Đó, anh em nào mà chưa đăng ký kênh ha, anh em bấm đăng ký kênh giùm em để mình tiếp tục theo dõi những video sau bên Tuấn Mô Tô đăng lên. Đó, anh em ha, xe Honda, con này là Honda Master 2 màu đỏ. Giá của nó cũng là 31.500 luôn. Anh em thích màu đen có màu đen, thích màu đỏ có màu đỏ nha. Hiện tại bên cửa hàng có 3 chiếc để cho anh em mình lựa chọn luôn. Đây. Xe khá là đẹp. Dalim Magma 125, Dalim VS 125, Suzuki GZ 125 luôn. Suzuki AM 125 hiện tại bên cửa hàng mới về một con GZ 125 đó là đẹp luôn. Giá con GZ này thì hiện tại là 32 triệu nha anh em. Đó, xe này thì anh em đi rất là ok luôn. Dalim Magma thì 34 triệu. Honda Master 2 màu đỏ này thì 31.500. Còn con Suzuki AM này thì giá của nó là 29 triệu. Suzuki AM bên em có 2 chiếc, một chiếc là 29 triệu, một chiếc là 30.500 nha. Còn một chiếc là trong nữa nha anh em. Đây, anh em thấy không, toàn là xe đẹp hết. Anh em mà xem video, anh em tham khảo. Anh em nào cần mua thì liên lạc số điện thoại là 0369 669 659, hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên Tuấn Mô Tô là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em mình tới xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Đó, còn nếu như anh em nào mà ở xa, anh em không có điều kiện ghé lên được cửa hàng mua thì bên Tuấn Mô Tô sẽ có dịch vụ ship về tận nơi cho anh em luôn. Vì bên em bán mô tô, anh em chuyên mô tô, bán rất là uy tín nha anh em. Đó, anh em mình tham khảo nha. Rồi, tiếp tục bên trong. Đó, có nhiều lớp lắm mà anh em mình lựa chọn. GD 110. Con này màu đỏ thì giá của nó là 24.500. 24.500, xe là bao anh em là nguyên ring màu đỏ. Đó, xe màu đỏ thì nó hơi có giá hơn tí, anh em để ý nha. Còn anh em thích màu đen thì lấy màu đen. Đó, màu đỏ luôn cho anh em. Màu đỏ con này thì giá của nó là 24.500. Giá này thì có thể là bao ship cho anh em nếu như anh em ở gần thành phố Hồ Chí Minh. Những con xe bên Tuấn Mô Tô đang lên báo giá cho anh em là những con xe đó là bao ship cho anh em mình luôn rồi nha. Bao ship cho anh em mình luôn rồi. Đó, nếu như anh em ở lân cận các tỉnh, lân cận thành phố Hồ Chí Minh thôi nha, là bên em có thể là bao tiền ship cho anh em luôn rồi. Đó, anh em không có lo tiền ship nữa nha. Đây, em quay chơi con Honda Master này cho anh em mình xem. Con này thì Honda Master này thì giá của nó là 31.500, xe quá là đẹp luôn anh em. Đẹp xuất sắc luôn. Máy móc nè, nhìn ha, rất là đẹp. Đó, tem tuổi rồi rất là ok anh em. Đây, anh em nhìn ha. Giá con này thì 31.500 bao ship. Đó, anh em nào chốt giá liên lạc số điện thoại 0369 669 659, hoặc anh em ghé thẳng là địa chỉ cửa hàng Minh Tuấn Mô Tô là mặt tiền đường Phan Anh luôn nha. 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Để anh em mình chốt giá nha. Đây, địa chỉ cửa hàng anh em nha ha. Mặt tiền đường Phan Anh luôn nha anh em. Anh em mà để ý nha. Hướng bên này là hướng Ngọ Tư Bốn Xã, hướng Công viên Đầm Sen, hướng Lò Thiêu Bình Hưng Hòa, hướng Ngọ Tư Ân Sương chạy lên. Đó, còn hướng bên này là hướng bến xe miền Tây, vòng xe Phú Lâm. Đó, anh em ở miền Tây chạy lên thì hướng bên này. Đó, anh em thấy không? Người ta đi hướng bên này. Đó, anh em nào rất tỉnh ha, anh em cứ việc tới những địa chỉ cửa hàng như là địa chỉ bên Tuấn Mô Tô, giống như là Ngọ Tư Bốn Xã nè, công viên Đầm Sen, công viên Phú Lâm, vòng xoay An Lạc, bến xe miền Tây, hoặc anh em bấm cái anh em lên Google, anh em gõ chữ Tuấn Mô Tô nha. Gõ chữ Tuấn Mô Tô thì nó sẽ hiện địa chỉ rõ ràng cho anh em mình và chỉ đường lên Google cho anh em mình tới thẳng địa chỉ cửa hàng luôn nha. Đó, anh em cứ lên Google Maps đó, anh em gõ chữ Tuấn Mô Tô nó sẽ hiện cho anh em mình luôn. Rồi, ok, tiếp tục giới thiệu xe. Đây, anh em nhìn ha, xe rất là đẹp nha. Rất là đẹp nha. Anh em nào mà chưa có xe đi Tết ha, chưa có xe đi chơi, đi phượt, đi làm. Đó. Mà đam mê mô tô thì anh em cứ việc ghé lại địa chỉ cửa hàng Tuấn Mô Tô để lựa chọn cho mình chiếc xe ưng ý nha. Giá cả nè, phù hợp nè, xe phù hợp cho mình luôn. Đó. Tư thế ngồi phù hợp cho mình nữa nha. Đó, để anh em mình lựa chọn. Đó, anh em những con xe Honda Master này mà anh em đi xa, đi phượt, đi làm nè, rất là bền luôn. Máy của nó là máy Honda, nó rất là chất lượng anh em mình để ý nha. Rất là chất lượng luôn, lợi xăng nè. Phụ tùng thay thế thì bên Tuấn Mô Tô có bán đầy đủ hết cho anh em mình luôn. Đó, tất cả mọi thứ trên xe là bên Tuấn Mô Tô có bán đầy đủ hết cho anh em mình luôn. Đó, sao anh em mua xe những bên cửa hàng Tuấn Mô Tô ha. Anh em sau này anh em cần thay thế phụ tùng thì bên Tuấn Mô Tô sẽ hỗ trợ cho anh em mình thay thế phụ tùng ngay.
mà phụ tùng thì có ship đi các tỉnh cho anh em mình luôn. Anh em ở đâu anh em mua bên Tuấn Mô Tô cũng ship được hết, và chuyển phát nhanh, rất là nhanh. Anh em chỉ cần nhận hàng trong giả sử như ngày nay em gửi là ngày mai là anh em nhận hàng luôn nha, rất là ok, vì rất là nhiều khách hàng đã mua phụ tùng bên Tuấn Mô Tô rồi nha. Wow, bên Tuấn Mô Tô là chuyên tất cả các xe mô tô, anh em để ý nha. Nên phụ tùng hầu như là anh em mua phụ tùng gì bên Tuấn Mô Tô cũng bán đúng phụ tùng cho anh em mình luôn, đúng phụ tùng cho anh em mình luôn để anh em mình thay thế nha. Còn nếu như anh em nào mà có Zalo thì anh em kết bạn Zalo cho em số điện thoại là 0369669359 ha. Anh em chỉ cần giả sử như anh em cần mua cái chụp đèn xi nhan nè, master, thì anh em gửi cái hình này qua cho em là em sẽ bán đúng y cho anh em. Hoặc anh em nói mua cái cảng hoặc mua tem, mua gì đó, mua bố nồi, mua nhông sinh đĩa, bố thắng, tay cầm đồng hồ, đèn rồi chi, anh em chỉ cần nói cái đó là bên Tuấn Mô Tô sẽ ship đúng phụ tùng cho anh em mình luôn. Vì bên Tuấn Mô Tô là chuyên bán mô tô nha, hầu như là bán rất là uy tín, anh em hầu như là mười mấy năm rồi bán rất là uy tín cho anh em. Những con xe bên em mua về không phải là để dạy là bán cho anh em đâu nha, vì khi người ta sử dụng đó là nhiều người là người ta rửa kỹ đó, nhiều người người ta không rửa nè, rồi bên Tuấn Mô Tô về canh chỉnh nè, tăng sơn tăng tháng đồ, rửa ráy sạch sẽ, thay nhớt rồi vô dầu mỡ tất cả các kiểu con đời điểu ha, rồi lúc đó mới giới thiệu review, giới thiệu mua bán cho anh em. Những chi tiết nào mà không vừa ý ha, bên Tuấn Mô Tô sẽ làm lại hết. Giả sử như đèn nào bể, đèn nào không đẹp thì bên Tuấn Mô Tô sẽ thay hoàn toàn mới cho anh em, và anh em về chỉ có việc là đi thôi, anh em mình để ý nha. Đó nè, Dali Magma cũng khá là đẹp luôn anh em, khá là đẹp luôn đó, màu xanh, tem tuổi đồ đầy đủ luôn, cản chống đổ đồ đầy đủ hết, anh em mình đi đấy. Còn vô con này là Suzuki GZ125, con này bên cửa hàng mới về luôn đó. Còn GZ này thì giá của nó là 32 triệu ha, 32 triệu là xe đẹp nha, máy ring nha, bao anh em 100% là máy ring hết nha. Đó, nước sơn nè, tem đồ ring có, túi da đồ đầy đủ luôn đó, xe rất là đẹp đó, anh em mình để ý ha. Rồi tiếp đến là một con Honda Master 3, con này cũng hôm bữa cũng mới vừa về tại cửa hàng luôn, cũng sẽ review cho anh em xem luôn. Honda Master 3 màu đen, biển số thành phố, con này thì hiện tại cửa hàng đang bán với giá là 37 triệu, 37 triệu nha. Anh em nào thích Honda Master 3 thì có Master 3 luôn đó. Đặc biệt con này có kiến của nó tích đèn trên này luôn, xi nhan trên này luôn nha, đó xi nhan trên này và xi nhan dưới luôn cho anh em mình luôn. Đây màu đen, xe đẹp, máy êm nha, cung kết với anh em là máy ring nha, đó máy ring rất là đẹp nha anh em. Đó anh em nhìn ha, cản chống đổ, kiến hậu đồ đầy đủ hết, rất là ok nha, vỏ trước vỏ sau đó còn khá là chuẩn luôn đó. Anh em ở tỉnh anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi. Máy móc bình đề càng đàn xi nhan đầy đủ. Đây nhìn nó yên nè, mấy con này anh em đi xa rất là tốt luôn nha, tư thế bị đâm ngồi cực kỳ thoải mái luôn đó, vô số cực kỳ nhẹ luôn, côn nè, nồi ring, xe máy ring nhá, côn rất là nhẹ luôn, vô ga cũng rất là nhẹ nha. Đó đây anh em nhìn thấy con này là số móc, là số của nó là 5 số, số 1 anh em giảm trước, 2 3 4 5 thì anh em móc lên. Này xe khá là đẹp luôn, đây quay cho anh em một vòng đó. Anh em xem tham khảo, anh em nào cần mua xe sử dụng hoặc mua xe để đi phượt, đi chơi, đi làm ha, thì anh em mua những con xe Honda chất lượng nha, để anh em đi. Máy con Honda Master 3 này thì nó khác Master 2, Master 3 cái máy nó y chang Mazda 150 luôn đó, anh em để ý nha. Đây phục nhúng rất là êm nha, phục khá là mới luôn đó, bánh vỏ nè, vỏ là vỏ không ruột, bánh mâm boring nổi tiếng khá là êm luôn. Con này thì hiện tại 37 triệu ha, 37 triệu anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc chốt giá nha, có ship cho anh em mình luôn đó nè, có ship cho anh em mình luôn. Rồi tiếp đến là một con LA 250 đời 84, biển số thành phố, chính chủ một chủ mua mới đập phòng hồi xưa tới giờ luôn đó. Con này thì máy móc êm, bình đề càng đàn đầy đủ, đồ riêng theo xe hoàn toàn nha, kiến hậu là vẫn còn viên theo xe luôn đó, vỏ trước bánh mâm, vỏ trước vỏ sau, tem nước sơn rồi là còn riêng, có cản chống đổ luôn. Con này bô nổ khá là hay, hiện tại con này thì bên cửa hàng đang bán với cái giá là 74 triệu, đang giảm giá cho anh em luôn, 74 triệu nha, 74 triệu nha anh em đó. Có một cái thùng phía sau luôn đó, anh em thích gắn thùng thì gắn thùng, anh em không thích thì tháo ra đó. 74 triệu đời 83, đồ riêng theo xe khá là đẹp, máy móc bình đề càng đàn đầy đủ nha.
yên bọn nè, đó yên ring luôn nha. Đó, yên này anh em ngồi đi xa rất là ok luôn, rất là êm nha anh em. Tem ring custom LA. Anh em mình để ý nha, LA custom 250. Đó, nhìn khá là đẹp luôn. Biển số thành phố nè, đó, anh em mình để ý nha. Đó, một chủ mua mới hồi xưa tới giờ luôn nha, đập thùng mua mới. Rồi tiếp đến là một con Dalim VS 125, con này là nhập khẩu từ Hàn Quốc. Xe đời 99, xe khá là đẹp luôn. Đó, xe ring nguyên bản nha. Tuy là đời lâu nhưng mà xe là vẫn còn nguyên ring, không có độ, không có chế nha. Con này thì chủ sử dụng rất là kỹ. Kiến hậu là vẫn còn ring theo xe luôn. Đó, nước sơn ring, tem ring nha. Máy móc bình đề càng chi nhanh rồi đầy đủ hết. Vô ga chạy rất là ngọt nha, mấy dòng này thì rất là bền luôn. Giá thành con này rẻ anh em, giá thành chỉ có 23 triệu nha. Đó, anh em nào mới tập chơi nè, đó mới chơi mô tô thì anh em mua những con xe như vậy. Phụ tùng thì Minh Tuấn Mô Tô có bán đầy đủ cho anh em mình luôn. Anh em mua xe yên tâm về cái phụ tùng nha. Phụ tùng thì Minh Tuấn Mô Tô có bán đầy đủ cho anh em mình thay thế. Đó, anh em nào mà trong thời gian sử dụng á, anh em cần thay thế phụ tùng thì cứ việc alo nha, có phụ tùng thay thế cho anh em mình luôn. Kiến hậu Dalim vẫn còn nguyên ring theo xe nha. Đó, chị Dalim. Nước sơn ring, tem ring, cản chống đổ còn theo xe luôn. Đó, máy móc cực kỳ êm, nó trong xe về chỉ đi thôi. Giá chỉ có 23 triệu. Đó, anh em nào mua thì liên lạc chốt giá nha. Và tiếp đến là một con Suzuki AM 150. Con này thì của hãng Suzuki. Đó, con này cũng là biển số thành phố, chính chủ, sang tên. Đó, con này thì nó xài hệ thống FI, phun xăng điện tử FI. Đây FI nè, anh em thấy FI. Hộp số con này thì nó tới 6 số. Đó, tha hồ cho anh em mình đi phượt luôn nha. Anh em đi đường dốc, đường trường nè, đó đi thành phố nè, có 6 số luôn cho anh em mình để anh em mình chạy nha. Đó, con này anh em đi phượt là vô tư luôn, cực kỳ lợi xăng. Vì nó hệ thống FI nên nó khá là lợi xăng. Con này thì chủ sử dụng cũng rất là kỹ anh em, kiến hậu là vẫn còn theo xe. Ring theo xe. Đó, đồng hồ, máy móc, bình đề càng đàn đầy đủ, nước sơn ring, tem ring. Đó, mọi thứ trên xe là vẫn còn khá là chất lượng nha. Con này đồng hồ điện tử, hệ thống phun xăng FI điện tử, chạy khá là lợi xăng. Mấy con này thì anh em chạy tầm 50 cho đến 55 cây số một lít xăng nha, rất là lợi luôn. Hiện tại con này bên cửa hàng đang bán với cái giá là 30 triệu 500 nha. Đó, anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc chốt giá liền. Của dòng Suzuki, hộp số của nó tới 6 số nha. Đó, cho anh em mình đi phượt đi xa luôn. Mấy con này khá là bền luôn, cực kỳ bền, rất là lợi xăng nữa. Đấy, đuôi đọt rồi khá là đẹp nha. Bốn xi nhanh là vẫn còn riêng theo xe, vỏ thì khá là mới. Đó, nhâm sinh đĩa còn rất là tốt. Đó, đèn càng xi nhanh, bình đề càng đèn đầy đủ hết. Đó. Và tiếp đến là một con Honda Master 125 màu đỏ. Xe này thì đang có giá là 31 triệu 500. Đó, xe đẹp nha. Máy móc em, kiến hậu riêng theo xe. Đó, gàn đèn xi nhanh đầy đủ hết. Đó, xe rất là đẹp, và rất là mới luôn nha. Vỏ trước, bánh sau, nhôm sinh đĩa còn khá là mới luôn. Đây, vỏ của nó, vỏ không rụt nha. Đây, vỏ không rụt nè, gai còn khá là tốt luôn. Vỏ chanh đa. Đó, hệ thống thắng đĩa nè, phục nè. Đĩa nè, khá là đẹp luôn. Có cản chống đổ luôn nha. Máy ring nha, bao anh em là máy ring nha anh em. Máy rất là nhẹ nổ nha, bình đề càng đàn đầy đủ. Đó, mấy con này anh em chạy khá là lợi xăng luôn. Xăng con này thì anh em chạy tầm 40 cho đến 45 cây số một lít xăng, rất là lợi luôn. Hộp số của nó thì 5 số. Con này rất là dễ chạy nha. Con này là số tới, anh em cứ dặn phía trước là số 1, 2, 3, 4, 5 là phía trước luôn. Rất là tiện lợi cho anh em nào mà lớn lớn tuổi, anh em không thích số móc thì anh em nên mua mấy con này. Anh em đi rất là nhẹ. Đây, anh em nhìn ha, khá là ok, yên bọt nè. Đó, anh em nhìn nhông sinh đĩa mới, vỏ trước, vỏ sau, vỏ không rụt, rất là đẹp, màu đỏ nữa anh em. Đây, 31 triệu 500, xe khá là ok, máy móc chuẩn, bình đề càng đèn xi nhanh đầy đủ. Đó, anh em mình yên tâm nha. Đó, anh em mình ok nha. Đó, máy móc rất là nhẹ nổ nha anh em. Đó, đang nổ máy luôn, rất là ok cho anh em mình luôn. Đó, con này thì biển số thành phố. Đó, anh em mình để ý ha. Rồi, tiếp đến là một con Rebel 170 đang có cái giá thanh lý cho anh em luôn. Đó, giá chỉ có 41 triệu bao ship luôn. Những con xe bên cửa hàng bán ra là báo giá là bao ship luôn nha.
bao ship cho anh em mình luôn nha. Đây, con này là 170 lốc xi nha, máy lớn nha. Con này có vô bình xăng công Nhật luôn. Đó, nên anh em chạy khá là ok, hai bình nha. Hai bình. Đó, xe là vẫn còn nguyên zin, kiến hậu riêng theo xe. Đó, đệ bàn phía trước luôn, màu đảo đen, đồng hồ ba đồng hồ. Đó. Cản chống đổ nè, cản dựa đồ là vẫn còn riêng theo xe hết. Đấy. Con này thì hai máy hai bô, biển số thành phố. Đó, đang có cái giá đang thanh lý cuối năm luôn. Giá chỉ có 41 triệu là bao ship. Còn nếu như anh em nào mà ghé lên địa chỉ cửa hàng mua thì bên cửa hàng sẽ fix giá xuống cho anh em. Đấy. Lốp xi luôn nha, lốp xi. Lốp xi không có bung nổ gì hết nha, rất là đẹp luôn. Đó. Đây, khá là đẹp. Đó, yên bọc nè, cản dựa nè, bình xăng nè. Đó, anh em nhìn ha, rất là tuyệt vời luôn. Cầm đồ, đồng hồ, đồ nhìn sáng đồ rất là đẹp nha. Đây, của anh em ngay. Đó, bố xăng nè, đồng hồ km nè, bố số anh em đi số bao nhiêu nó sẽ hiện cho mình số bấy nhiêu. Đây là nút tắt máy, đây là nút mở đèn. Đó, đèn nè, anh em thấy không, sáng rất là đẹp nha. Đó, anh em thấy không nè. Đó, anh em khá là ok luôn. Đó, anh em nhìn ha, càng đèn xi nhanh đầy đủ, xi nhanh nè. Đó, anh em thấy không, khá là đầy đủ cho anh em mình luôn. Anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc chốt giá liền. Ổ khóa nha. Đó, khá là đẹp, nước sơn rất là bóng. Giá chỉ có 41 triệu bao ship. Còn nếu như lên cửa hàng mua thì fix giá cho anh em để anh em có xe anh em sử dụng nha. Nhắc lại số điện thoại 0369 669 659. Địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó, anh em xem những xe đang khá là nhiều để cho anh em mình chọn lựa luôn, phù hợp giá tiền cũng như là xe chọn lựa để phù hợp cho anh em mình luôn nha. Đó, xe khá là nhiều đó anh em. Đó, đang có chương trình giảm giá khuyến mãi cho anh em cuối năm luôn. Đó, nên anh em nào cần mua thì nhanh tay liên lạc nha. Đây, quá trời luôn anh em, quá là nhiều. Đây, từ ngõ, từ ngõ đường cho tới trong nhà luôn, rất là nhiều nha. Đây, GD nè. Đó, khá là nhiều luôn. Toàn là series xe đẹp hết. Đó, xe này thì anh em mua về đi thôi, cả cần làm thêm bất kỳ một cái gì nha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại anh em. Và mỗi anh em xem video thì nhớ ủng hộ Tuấn Mô Tô một like. Đó, và một lượt chia sẻ nha. Và một lượt đăng ký kênh, bấm chung để theo dõi những video sau bên Tuấn Mô Tô cập nhật. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại hết toàn thể anh em video sau. Chúc toàn thể anh em cuối tuần thật là vui vẻ nha, và luôn ủng hộ xe bên cửa hàng Tuấn Mô Tô. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nha.